Mai chúc chào bon xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì hôm nay em lại tiếp tục với một cái lô mai giảm Thủ Đức liền cốt gần 4 mùa cả nhà. Phải nói là cành cốt, cây, gốc nói chung là nó mập và nó ú và nó đã liền cốt 100% hết luôn cả nhà. Thì hôm nay vườn mai nhà em tiếp tục với chương trình tri ân khách hàng mùa dịch nha. Thì cái loại này em bán tầm khoảng 230, hôm nay em giảm đúng còn 190.000 thôi. Và 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn cả nhà. Và tiếp tục một cái chương trình tri ân nữa, đó là 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 cây. Quá ưu đãi rồi đúng không cả nhà? Bởi vì cái cây này nó đã liền cốt gần 4 mùa rồi. Em nuôi chậu 4 mùa rồi đó cả nhà. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây, cái cây nó như thế này nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, cái tán nó tròn do luôn ha. Cái cốt nè, quan trọng là cái cốt nha. Phải nói là cái rễ thì nói chung là đế nơm rồi gáy quái đủ kiểu. Nhưng mà về cái phần cốt á cả nhà, cái cốt nè, cả nhà nhìn thấy cái bo ghép và cái thân mà cái cây á bây giờ nó đã liền 100% và đặc biệt là cái gốc của nó, cái cốt của nó nè. Cả nhà nhìn nó mập ù luôn bởi vì nó gần 4 mùa rồi cả nhà. Phải nói là cây nó rất là tuyệt vời luôn ha. Thì nó nuôi trong cái chậu xi măng cả nhà. Tuy nhiên thì trong cái quá trình vận chuyển thì tụi em sẽ gỡ chậu ra nha, rỡ chậu ra và quấn cái băng keo thật chặt để thứ nhất là giữ ẩm, thứ hai là bảo vệ cái bầu phân ha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cái cốt nè, đó còn cành nhánh nè, cả nhà nhìn thấy ha, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Thì cái lô này đáng lẽ là 230, bây giờ bán đúng giá 190, giảm bán 40.000 một cây luôn, phải nói là quá rẻ rồi ha. Cả nhà nhìn thấy cái cốt này nha, quan trọng là cái cốt á cả nhà, bởi vì cái loại này á mình nuôi càng lâu thì cái cốt và cái gốc nó càng nở bự ha. Đó, đây cả nhà nhìn xem. Ồ, lá nó che lại. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Ồ, phải nói là cái cây tuyệt vời cả nhà. Cây cao là gần 3 gang tay của em. Thì 3 gang tay của em thì tính cho 50 đi cả nhà, bởi vì cái gang em chắc tắt 8 thôi ha. Đó, đây cả nhà nhìn rễ nè. Đó, cành cốt nè. Ôi, phải nói là quá tuyệt vời luôn cả nhà. Và loại này thì Tết này nó cho hoa vô tư thoải mái luôn. Bởi vì cả nhà biết sao không? Nó đã 4 mùa thì cái cốt của nó bự và cái hoa của nó chắc chắn nở là nó sẽ rất là to hơn các cái loại kia. Nè cả nhà nhìn thấy nè, củ nở nè. Nè cả nhà nhìn thấy ha, nó em nuôi cái mai nhìn nè, nó hừng chậu và nó ra rễ cả nhà nhìn thấy nè. Cây nó rất là khỏe nha. Còn cái cốt của nó nè cả nhà. Đây ha, nó cái thân ghép của nó nè, cái mắt ghép của nó mà lớn hơn ngón tay tỏ của em luôn á. Thì giá cũng rất là giảm giá rồi cả nhà. Nếu mà ai thích á, cái loại này thích hợp cho mình chúng ta trồng kinh tế ha, trồng đất. Trồng đất rồi chơi Tết. Trồng đất thì cũng rất là rẻ rồi cả nhà. Chỉ giá với 190 thì quá rẻ rồi ha. Đây cả nhà nhìn nè. Rễ nè nha. Đó. Cốt nè. Quá trời dữ luôn. Cành nhánh thì xum xuê luôn cả nhà. Đó. Ồ quá trời đẹp rồi. Giá chỉ có 190 một cây thôi. Quá rẻ rồi cả nhà. Nếu ai thích cái loại giả Thủ Đức á, thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó, đây chỗ cái củ nè. Cả nhà nhìn thấy à, củ nào củ nấy bự chà bá luôn. Đó, rồi cái cốt cũng mập ù luôn. Cả nhà nhìn thấy quá tuyệt vời. Cành nhánh thì xum xuê lắm cả nhà. Đó, đây ha. Rồi đây thì em sẽ tuyển những cái cây đẹp nhất ở trong đám này để em giao cho khách trước ha. Rồi những cái kia thì em để em nuôi tiếp cả nhà. Bởi vì vườn của em nó rất là nhiều nha. Em phân theo từng loại lớn nhỏ đủ kiểu hết nha. Cái củ nè, nó đa số là cái tổ chim và củ nở. Thì cái loại này chúng ta trồng đất cả nhà. Phải nói là cây của nó, phải nói là thật sự là nó nở củ rồi, nó rất là đẹp luôn. Cành nhánh thì quá trời xum xuê rồi ha, chặt cứng luôn nè. Nó mắt lá như vậy thì Tết nay nó cho hoa. Phải nói là nó thích dịch luôn đó cả nhà. Nó đang tạo mầm hoa rất là dữ ha. Nó đang tạo mầm hoa rất là dữ luôn. Rồi đó, thì giá 230 em giảm còn 190 thôi cả nhà. Nếu ai thích cái loại Thủ Đức này thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó, một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao ship nha cả nhà. Một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Ví dụ như chúng ta lấy 10 cây thì sẽ tặng 1, nhưng mà cả nhà lấy giùm em 10 cây là tặng 1 cả nhà. Đó, thì bên em đóng hàng một thùng như vậy thì chắc tầm khoảng 10 cây ha. Đó, rồi có thùng nhỏ hơn nữa thì 4 cây. Nói chung là từ 4 cây trở lên là em bao ship này cả nhà. Rồi 2 cây thì em vẫn gửi. Nhưng mà cả nhà phụ em 30.000 tiền ship nha. Bởi vì em đã giảm giá rất là nhiều rồi thì bán nó cũng có lời, nhưng mà cũng lợi ích thôi chứ không có nhiều ha. Rồi, nếu mà ai thích cái kênh của em thì xin hãy cho em một like nhé cả nhà. Xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe, vượt qua một cái đại dịch lớn này nha. Xin cảm ơn cả nhà ạ. Xin chào tạm biệt.